hồi ký từ Poipet đến Chikaren giọng đọc hồi ức lính mời quý vị khán thính giả đón nghe tiếp phần 10 vào tầm đầu mùa khô năm 1986 bước qua năm 1987 một phái đoàn tiền trạm của mặt trận gồm có các ban tác chiến và địch vận xuống nằm cùng với đội hình đại đội 3 của chúng tôi. Vài cán bộ được một số vệ binh và chiếc xe bọc thép bánh hơi bảo vệ xuất hiện khiến ban chỉ huy chúng tôi khá bận rộn và ngầm hiểu là đang sắp có một sự kiện gì đó quan trọng sắp xảy ra trong địa bàn khu vực đảm nhiệm của mình. Theo triển khai sau đó, về phía đại đội 3 chúng tôi, có một bộ phận gần nửa số quân tăng cường và phun tàng nguồn chốt giữ. Đồng thời đại đội 2 dùng một lực lượng phát triển lên hoạt động về hướng bắc của đội hình, có nghĩa là chúng tôi tăng cường sức ép hoạt động lên hướng bắc, nhắm vào phun cả có ở phía trong. Do tính chất của đợt công tác nên đích thân tôi đi theo cùng đội hình vào phun tà nguồn. Phía bên ngoài là do các cán bộ còn lại của đại đội chịu trách nhiệm. Đặc điểm địa bàn hoạt động của đại đội khá dài, quân số bây giờ đã cho về chính sách khá nhiều và số bổ sung không tương ứng nên đội hình hiện giờ vốn đã khá thừa thớt bốc một lực lượng lớn để tăng cường về hướng bắc khiến cho đội hình về hướng nam trở nên rất thừa thớt hướng này bây giờ chủ yếu là chốt giữ và hoạt động là dựa vào các lực lượng vũ trang của địa phương và dân quân du kích và bộ đội huyện nhưng chắc có lẽ trên địa bàn nắm khá chắc tình hình về địch nên mạnh dạn triển khai kế hoạch mà không e ngại gì trong lúc này có một điều hơi bất ngờ là chính quyền xã và nhân dân địa phương lại ăn theo sự điều phối của cấp trên. Chính quyền và người dân phun tả nguồn khi thấy lực lượng chúng tôi vào bố trí đã nhân cơ hội xin cho họ được tổ chức một đêm múa lâm thôn. Họ báo rằng dù là một phun nằm không xa trục lộ lắm, nhưng từ lúc ta giải phóng họ khỏi ách diệt chủng cho đến giờ người dân trong phun này chưa một lần được tổ chức. Giờ có sự đảm bảo an ninh của bộ đội nên họ muốn xin tổ chức vui chơi một đêm. Đề nghị có vẻ đơn giản, bình thường, nhưng trong giai đoạn này lại là một vấn đề khá phức tạp với đơn vị của chúng tôi. Phung Tà nguồn vốn là một phum giáp mé rừng về hướng cả có. Dọc theo mé rừng này, lực lượng lính Pol Pot vẫn thường xuyên xuất hiện hoạt động. Dù từ ngoài trục lộ 6, đứng nhìn, có thể thấy những ngôi nhà đầu phum của họ, nhưng lực lượng của chúng tôi lại ít hoạt động vào trong phum đêm múa lại được tổ chức vào ban đêm dựa vào ánh sáng trăng và những ngọn đuốc bập bùng nên rất khó quan sát kỹ chỉ cần địch trà trộn vào quăng liều đạn hay đứng ngoài mé rừng nổ súng thì hậu quả không thể tính được nhưng nếu chúng tôi không dám cho phép họ tổ chức thì sự tin tưởng của họ với chúng tôi từ trước đến nay sẽ trở thành vô nghĩa cũng là một vấn đề lớn cuối cùng sau khi báo cáo ý kiến xin cấp trên chúng tôi quyết định chấp nhận cho họ tổ chức như là đã có sự chuẩn bị từ trước, một sân khấu nhảy khá rộng, cao ngang tầm ngực và rộng chừng hơn 20 mét vuông được nhanh chóng dựng lên. Tầm buổi chiều, gần như tất cả các người dân trong phum đều bận rộn với sự kiện đã lâu chưa có này. Họ kết thúc công việc hàng ngày thật sớm, lấy ra những bộ quần áo xà rông mới để mặc. Đột nhiên khung cảnh trong phum thay đổi, khiến tinh thần dân lính đều rất phấn chấn. Ban chỉ huy chúng tôi cũng thấy khá hào hứng nhưng lo ngại càng lúc càng nhiều khi dân chúng từ các phung khác nghe tin cũng kéo nhau đến lũ lượt không chỉ có đội nhảy mà còn rất nhiều người dân ở đâu đến địa bàn này bán hàng ăn rượu chè rất đông đúc may nhờ chính quyền xã và lực lượng vũ trang của họ hoạt động phối hợp với chúng tôi khá chặt chẽ đơn vị chúng tôi tổ chức thành ba tổ chốt chặn bên ngoài phung rồi đầu hai lối vào khu vực hướng bắc sân khấu một lực lượng ngay vị trí chỉ huy đang bố trí để chi viện cho các tổ khi cần bên trong là lực lượng vũ trang dân quân du kích xã đặc biệt có một bộ phận nòng cốt những thanh niên có mối quan hệ và biết mặt rất nhiều người ở các vùng khác trong địa bàn lực lượng này không vũ trang trực tiếp trong các khu vực tổ chức phát hiện ai lạ mặt khả nghi họ lập tức bắt giữ và khám xét ngay rất may là trong đêm đó buổi vui chơi của dân trong phum đã xảy ra tốt đẹp và an toàn sáng hôm sau qua nguồn tin của chính quyền và những người dân thân tình họ cho biết người dân ở những phum khác đã rất phấn khởi khi biết được sự kiện như vậy dù nhiệm vụ chính chưa được triển khai nhưng về mặt công tác dân vận và chính quyền đơn vị chúng tôi đã có một bước tiến triển mới trong điều kiện chiến tranh ba ngày sau đêm tổ chức múa lâm thôn ở phum tả nguồn Bộ phận công tác của đại đội 3 chúng tôi nhận được lệnh vận động vào chốt giữ tại Phung Cả Có để hỗ trợ cho chính quyền Campuchia vào triển khai nhiệm vụ của họ. Lần này chúng tôi đi thành mũi riêng biệt, cắt thẳng vào Phung. Đêm đó trong mùa khô còn rất sáng nên mọi công tác chuẩn bị và đường hướng thuận lợi rất nhiều. Riêng đại đội 2 thì đi từ khu vực hoạt động, vận động vào biên hướng Bắc Phung với một nhiệm vụ phối hợp khác. Cả hai bộ phận chúng tôi vào đúng vị trí khi trời chưa sáng hẳn mỗi bên triển khai theo đúng nhiệm vụ của mình mà không đụng tốp địch nào có lẽ bọn chúng đánh hơi được điều gì nên rút hết ra xa để bảo toàn lực lượng trời sáng hẳn thì đại đội chúng tôi đã triển khai hết đội hình chốt giữ bên trong phum chỉ cần nhìn cách sinh hoạt của người dân trong phum chúng tôi biết khả năng đụng địch là rất thấp vì họ tỉnh táo và sinh hoạt rộn ràng chứ không lấm lét như những lần đột nhập phum trước đây Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cảnh giác không dám sơ hở 9 giờ sáng thì đội hình công tác của huyện và xã bắt đầu vào đến và họ lập tức triển khai làm việc rất nhanh Tất cả các ngôi nhà được lên danh sách đều bị công an huyện chốt giữ Đúng hợp đồng triển khai chúng tôi rời đội hình chia làm 3 tổ về hướng đông phum từ 50 đến 100 mét Để bảo vệ cho đoàn công tác phía trong và tổ chức ăn sáng Tầm 10 giờ thì cả phum cả có tràn ngập bởi các lực lượng vũ trang của huyện họ lập tức kiểm tra sàng lọc tất cả các bọn địch ngầm trong phum và số dân chúng tình nghi từ các phum nơi khác đến một việc mà từ đầu đến giờ chúng tôi không dám làm vì không nắm được và sợ bị vi phạm công tác dân vận nói chung chính quyền và công an huyện sử dụng rất nhiều hình thức để triển khai trong đó có cả hành động hơi thái quá nhưng đó là công việc của họ chúng tôi chỉ hỗ trợ về mặt tác chiến chứ không tham gia trực tiếp vào công việc này. Những tưởng họ chỉ hoạt động trong ngày rồi rút về như những lần trước. Đến khi cán bộ trung đoàn và đoàn tải lương thực phẩm vào, chúng tôi mới biết là mình sẽ phải nằm chốt trong phun lâu dài cho đến khi kết thúc nhiệm vụ. Lúc này theo cảm nghĩ là có rất nhiều lực lượng phối hợp hoạt động xung quanh, nhưng chúng tôi chỉ nắm được phần hoạt động của đơn vị mình. Cụ thể đại đội 3 chúng tôi có nhiệm vụ hỗ trợ tác chiến phía trong phum, còn đại đội 2 thì hoạt động rộng hơn phía xa bên ngoài, truy quét và sẵn sàng cơ động chi viện cho các bộ phận. Chính quyền huyện làm việc theo bài bản đã định sẵn, vừa nhanh chóng điều tra bóc tách địch ngầm trong phum, nắm chắc lại nhân khẩu và thông báo gọi hàng các thành phần theo địch. Trong 3 ngày để họ có cơ hội buông súng, nhưng 3 ngày trôi qua, bọn địch bị bắt theo danh sách vẫn không thấy tên nào mang súng ra hàng, người dân trong phum có vẻ bất hợp tác phần lớn. Họ chỉ nghĩ cần chịu đựng vài ngày thì lực lượng công tác sẽ phải rút ra, mọi việc sẽ trở lại bình thường. Sáng ngày thứ tư, sau lời gọi hàng, dân công từ các nẻo lực lượng vũ trang của các phum xã địa phương bảo vệ ùn ùn kéo vào phum cả có. Lệnh phát hoang hai bên rìa phum được huyện phát ra, tất cả những lùm cây lúp xúp và đặc biệt là số cây thơm dân trồng đều bị phát dọn sạch trong phạm phi suốt chiều dài phum với bề ngang gần 100 m mét khi họ phát dọn vào khu vực ngã ba phum thì phát hiện một số cửa hầm lực lượng chúng tôi cắt cử các tổ công tác vào ngay những hầm đó sau đó dùng bộc phá đánh sập tất cả các hầm bí mật này mỗi hầm được đào theo hình chữ chi rích rắc chừng hơn 20 m mét sau đó dân công tiếp tục ra rừng đốn những cây to cỡ một người ôm vặt nhọn đầu cao chừng 5 m, làm thành 3 lớp hàng rào cách nhau 5 m, án ngữ hai bên phum. Công trình này như một công trình K5 biên giới thu nhỏ trong nội địa nhằm làm hạn chế sự đột nhập của bọn lính Polpot ngoài bìa rừng và khi bị bao vây sẽ khó chạy thoát. Quy định của huyện là nếu đoạn này bị phá hủy thì dân có trách nhiệm làm lại. Còn nếu dài thì cả phum sẽ phải nghỉ việc để thi công kết thúc đợt công tác quy mô lớn này phần lớn bọn địch ngầm trong phung bị bóc gỡ hết huyện đã hoàn chỉnh nắm được một số lượng dân cư gốc và tổ chức lại được hệ thống chính quyền phung riêng bọn địch bám trong phung từ những hầm hào bí mật bị đánh sập hết không còn địa hình địa vật có lợi để ẩn núp và bất ngờ nổ súng đánh vào đội hình chúng tôi như trước đây coi như danh sưng củ chi của campuchia của phung này đã bị chúng tôi xóa sổ sau khi hoàn tất tuyến hàng rào ba lớp và phát quang tầm nhìn, hạn chế sự thâm nhập của các lực lượng Pol Pot từ ngoài rừng vào phum, các lực lượng tuần tự thay phiên nhau rút khỏi khu vực. Riêng hai đại đội 2 và 3 của tiểu đoàn chúng tôi còn kết hợp truy quét rộng ra khu vực xung quanh phum vài km mới rút về vị trí đóng quân của mình để tạo thêm sự gian đe và phát huy hiệu quả ý định của tiểu đoàn chúng tôi liên tục tổ chức thêm nhiều đợt đột nhập phum không theo quy luật nào, giờ giấc khiến cho lực lượng còn lại của lính Pompot không dám vào phum ở lâu, chỉ từng tốp nhỏ vào xin một chút lương thực thực phẩm là lập tức rút ra rừng ẩn náu. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bọn địch dừng hoạt động hẳn ở địa bàn này. Vốn là một vị trí trung chuyển kết nối liên lạc quan trọng từ biên giới vào sâu trong biên trong. Tuy không còn cảm giác căng thẳng như thời gian ban đầu, nhưng thỉnh thoảng khi chúng tôi hoạt động vẫn chạm súng với lực lượng lính Pol Pot khá mạnh. Có một lần tiểu đoàn trưởng lạng đơn vị khác đều về chỉ huy suýt mất mạng khi vào phun này còn chủ quan. Sự giáo diết truy kích và kiên quyết đánh địch của đơn vị chúng tôi bắt đầu làm cho lực lượng lính Pol Pot hoạt động lâu dài trong địa bàn trở nên hoang mang tụt độ. từng bước chúng tôi giúp chính quyền và các lực lượng vũ trang địa phương trở nên mạnh mẽ hơn trong mọi hoạt động, hợp đồng nhân nhuyễn với nhau, dần dần đẩy đuổi bọn chúng ra xa khỏi khu vực có dân cư, khiến cho việc tiếp tế và bổ sung lực lượng của chúng ngày càng hạn chế rất nhiều. Có một sự hối tiếc do hợp đồng không chặt chẽ giữa hai đại đội chúng tôi và chỉ huy cấp trên khiến đại đội chúng tôi mất đi một cơ hội rất lớn. Sau một thời gian hoạt động mạnh mẽ của hai lực lượng, một buổi chiều, một người dân đến gặp ban chỉ huy chúng tôi báo cáo là có một lực lượng lính Pol Pot khoảng 60 tay súng có ý định ra hàng chính quyền. Do lực lượng như vậy là khá lớn, một phần chúng tôi cũng sợ bọn địch trá hàng nên chúng tôi lập tức báo cáo cấp trên. Trung đoàn trưởng khi nghe tin lập tức xuống nằm cùng đại đội 2 để đón lõng. Vì địch từ hướng Bắc muốn ra đại đội 3 phải đi qua đội hình đại đội 2. Đúng buổi sáng, hai bên thống nhất Địch cho một tên lính đi theo trục đường Từ hướng phum dung thơ mây Vào đại đội 2 để thăm dò Không ngờ chỉ huy của đại đội 2 Và trung đoàn trưởng cho rằng Tên này báo không đúng sự thật Nên có hành động nặng tay Khiến những tên còn lại bị thốn Không dám ra theo Chúng tìm cách cắt ra đầu hàng lực lượng huyện Đúng quân số trên 50 tay súng như đã báo Sau sự kiện này Bọn ra hàng Chỉ ra hàng loạt các kho chứa vũ khí của chúng ngoài khu vực biển hồ Trong đó có nhiều kho khá lớn Huyện phải huy động xe bò của dân để chở Dù lực lượng chính vẫn là chúng tôi Kết hợp đi bảo vệ đoàn công tác của công an và bộ đội địa phương Huyện đi thu hồi vũ khí Nhưng thành tích này vẫn thuộc về họ mà thôi Đơn vị chúng tôi không quan trọng Cơ bản là những chuyển biến có lợi cho cả hai bên là điều đáng mừng rồi Từ trước năm 1982 Các tiểu đoàn tác chiến của quân đội thường được biên chế gồm 4 đại đội, một hỏa lực và 3 bộ binh cùng các trung đội trực thuộc tiểu đoàn như tải, thông tin, trinh sát. Đến năm 1982 thì cấp tiểu đoàn chỉ còn 3 đại đội bộ binh gồm các trung đội trực thuộc tiểu đoàn bao gồm trinh sát, thông tin, tải và các trung đội hỏa lực do trợ lý tác chiến tiểu đoàn chỉ huy chung. Giảm biên chế một ban chỉ huy, đại đội và phục vụ. Khi tiểu đoàn chúng tôi tăng cường cho trung đoàn 7 hoạt động ở khu vực Cầu Con Rồng, huyện Chikaren, tỉnh Siêm Diệp vẫn giữ biên chế này không thay đổi. Một thời gian sau, trợ lý tác chiến tiểu đoàn Dung không thể phát triển vì vướng lý lịch. Hai trợ lý tác chiến lên thay là Cham và Nhấp được giải quyết về phép không quay trở qua đơn vị thì phối trực thuộc tiểu đoàn bị mất hẳn chỉ huy, phải do một tiểu đoàn phó đảm trách. Trước tình hình đó, tiểu đoàn liền đề nghị trung đoàn cho thành lập lại đội hỏa lực để phân công công tác và chỉ huy gọi là đại đội 4. Vốn xuất thân là lính hỏa lực và từng sử dụng chỉ huy hai loại hỏa lực, cối 82 mi và DKZ 82 mi, nên tôi đã được điều về phụ trách chỉ huy đại đội 4 hỏa lực của tiểu đoàn. Như vậy tính đến thời điểm này, bản thân tôi đã tham gia 3 trong số 4 đại đội trong biên chế, chỉ có đại đội 2 là chưa. Với một khoảng thời gian một năm hai tháng công tác ở đại đội 3, dù chưa thực sự đạt hiệu quả như mong muốn Nhưng cơ bản là khu vực này Cũng đã có nhiều chuyển biến nhiều Nên cảm thấy khá yên tâm Vị trí ban chỉ huy đại đội 4 Là nằm về hướng đông tiểu đoàn Cách một ngôi trường rộng Đội hình được bố trí theo hình rẻ quạt Theo tâm vị trí nhà ban chỉ huy Với hướng bắc là trung đội DKZ 82 Mi Hướng đông là trung đội 12 Ly 7 Và hướng nam là đội hình trung đội khối 82 Mi khoảng cách của trung đội gần nhất là 200m và xa nhất là trung đội 12 ly 7, 700m. Sau khi thi công khu vực ban chỉ huy xong thì tất cả các đơn vị vào ổn định và bắt đầu triển khai công tác. Ban chỉ huy lúc này gồm có 4. Ban chỉ huy lúc này có 4, gồm một đại đội trưởng và ba đại đội phó, quân sự, chính trị và hậu cần. Về biên chế bên dưới thì lúc này không còn lính nhập ngũ Năm 1982 và 1983 nữa Các cán bộ trung đội Gồm có một số lính nhập ngũ Năm 1984 Chuẩn bị ra quân Và nhập ngũ năm 1985 là chủ yếu Trung đội trưởng trung đội 12 ly 7 Số cán bộ này mặc dù Chưa trải qua tác chiến nhiều Nhưng cơ bản là được học tập Huấn luyện có bài bản Về chuyên môn hỏa lực Nhờ vào năng lực này Đại đội chúng tôi vào xây dựng phương án tác chiến Và diễn tập khá nhuẩn nhuyễn, nhuyễn. Ngoài ra các trung đội tổ chức huấn luyện chuyên môn về hỏa lực của mình do các cán bộ trung đội chịu trách nhiệm. Thời gian không dài, nhưng sau khi củng cố biên chế tổ chức và huấn luyện cơ bản, đại đội chúng tôi bắt đầu cùng đội hình tiểu đoàn hoạt động tác chiến theo sự phân công. Có thể việc thành lập đại đội 4 hỏa lực sẽ làm ban chỉ huy tiểu đoàn giảm nhẹ bớt đi việc quản lý 6 trung đội trực thuộc sống trong dân vì chỉ còn lại ba trung đội sát sườn là trinh sát, thông tin và tải. Nhưng có lẽ điểm chính nhất là với đại đội 4 được thành lập thì tiểu đoàn đang có 3 đại đội thuộc quyền, dễ phân công quân số, tham gia các mặt công tác. Ngay từ lúc thành lập, ban chỉ huy chúng tôi đã xác định nhiệm vụ khó khăn này. Thông thường ở các đơn vị bộ binh, khi tác chiến thì chỉ mang theo các loại hỏa lực bộ binh, mang vác nặng thì chỉ đến cỡ các khẩu khối 60 hay đại liên 7,2 mi Trọng lượng thấp và gọn nhẹ, dễ cử động Còn với đại đội hỏa lực, dù thường chỉ tham gia một trong ba loại hỏa lực Đi cùng bộ binh trong biên chế Nhưng trọng lượng và khối lượng khá nặng và cồng cành Nên hành quân đường dài khá vất vả Chưa tính cơ số đạn và quân tư trang, lương thực, thực phẩm cá nhân mang kèm Việc phân bố, mang vác để đảm bảo theo kịp đội hình và nhanh chóng nổ súng chi viện trong tác chiến cũng là một điều cần nghiên cứu cho đảm bảo. Trong nội địa, thường đi đội hình lớn cấp tiểu đoàn, đội hình khá dài, có khi chạm địch bên trên nổ súng, bên dưới còn chưa nhìn thấy gì, thì địch đã bỏ chạy mất. Đạn hỏa lực chúng bắn cuối tầm hay rơi vào chúng đội hình đi phía sau nên mang vác nặng còn phải núp né khá vất vả. Chính vì thế, có nhiều đợt hoạt động chúng tôi đề nghị tham gia tác chiến, trang bị như bộ binh, Vô hình chung đi tác chiến theo kiểu nào thì trong đội hình tiểu đoàn lính hỏa lực vẫn là vất vả hơn. Chỉ có không phải đi đầu mà thường đi giữa đội hình cùng với chỉ huy chung. Sau giai đoạn tập trung giải tỏa và khống chế địch trong phun cả có làm hạn chế các hoạt động của chúng, toàn bộ địa bàn của chúng tôi có những diễn biến khá dễ chịu. Chỉ còn vài phun dân nằm sâu trong phía hai bên trục lộ là chưa thật sự yên ổn lắm. Còn lại các phum nằm dọc hai bên đường, nhất là những phum có lính bố trí trở nên rất yên bình. Ban đêm họ đốt đèn sáng sủa và có thể qua lại nói chuyện, thăm nom nhau, nhất là những hôm trời trăng sáng. Vậy mà vào một đêm trời trăng rất sáng, trong một lần tổ chức phục kích, sau khi đại đội thành lập chưa lâu, đại đội chúng tôi bị mất một cán bộ tiểu đội vì bị địch phát hiện bắn trước hy sinh tại trận địa. Đây là điều rất đáng tiếc trong thời điểm này, do anh em chủ quan không tập trung chú ý trong phục kích của địch. Chúng tôi bắt đầu tham gia công tác xa địa bàn hoạt động của đơn vị thường xuyên, các hoạt động theo mệnh lệnh trực tiếp từ trung đoàn, các hoạt động lên địa bàn của các đơn vị khác, dài ngày và phải vận động trong một cự ly rất lớn. Té ra, sự cố gắng làm trong sạch địa bàn của mình trong tác chiến có lúc cũng không thực sự hay. Từ sau khi thành lập đại đội 4 hỏa lực, cùng với việc đã tương đối ổn định địa bàn đảm nhiệm của tiểu đoàn, là những ngày dài đơn vị chúng tôi phải thay phiên nhau liên tục công tác tác chiến trên khắp các địa bàn của trung đoàn. Cơ động qua cả những địa danh sâu về hướng Tây Bắc, địa bàn của các tiểu đoàn của đơn vị đoàn 7705. Khu vực này vốn rất gần vị trí đứng chân của hai tiểu đoàn còn lại của trung đoàn 7, nhưng không hiểu sao họ lại hoạt động mà trung đoàn lại phải điều động tiểu đoàn chúng tôi vốn đang chịu trách nhiệm bảo vệ một đoạn trục đường huyết mạch của trục lộ 6 nơi đã từng bị lực lượng lính Pol uy hiếp khống chế một thời gian dài thắc mắc này là thuộc về bây giờ khi nhìn lại chứ thật sự lúc đó tiểu đoàn chúng tôi phải chấp hành mệnh lệnh mà không hề thắc mắc gì vì nhiệm vụ của người lính là phải phục tùng chỉ huy tuyệt đối không thể nhớ nổi từng chi tiết và các đợt hoạt động vì các mệnh lệnh cơ động thường xuyên và rất liên tục, cho nên những gì trong trí nhớ có thể không đứng thứ tự trước sau, nhưng diễn biến của nó thì khó có thể quên được. Tiểu đoàn của chúng tôi thường xuyên hoạt động lên hướng tây bắc theo vòng ngoài, có nghĩa là chúng tôi được xe cơ giới của trung đoàn chở ngược từ khu vực đảm nhiệm của mình lên hướng tây của thị trấn Chikaren, khoảng giáp giới giữa huyện Sok Nikum rồi hành quân lên hướng bắc tây bắc sâu vào trong hơn chục km để hoạt động truy quét địch. Có khi có thời gian dừng nghỉ, làm công tác chuẩn bị rồi hành quân vào. Có lúc gấp gáp, xe vừa đổ quân xuống là phải vội vã ổn định đội hình rồi lập tức hành quân. Đến nỗi cỡ cán bộ đại đội có khi còn chưa thông nhiệm vụ. Trong một đơn vị công tác dài ngày truy quét, rộng trên khu vực này, tiểu đoàn chúng tôi tham gia quân số với 100 tay súng riêng đại đội 4 hỏa lực cơ động theo đội hình một khẩu cối 82 mi với một cơ số đạn khá lớn. Ngày đầu tiên chúng tôi hành quân theo kế hoạch không gặp chắc trở gì. Chiều hôm đó, đội hình dừng nghỉ ở một phum bỏ hoang, anh em hay gọi là phum 6 nhà, vị trí khoảng 1/3 cự ly cơ động. Qua một đêm bình yên, sáng sớm hôm đó, trong lúc đợi chuẩn bị cơm sáng, các cán bộ đại đội tập trung đến vị trí chỉ huy tiểu đoàn để hội ý triển khai nhiệm vụ kinh nghiệm từ những ngày còn ở đội hình sư năm cho nên dù hoạt động ở bất kỳ địa bàn nào trong điều kiện tạm dừng hay chốt chặn chúng tôi đều bố trí đội hình và triển khai hợp đồng với nhau rất chặt chẽ đặc biệt là các loại hỏa lực đi cùng luôn xác định chính xác đội hình ta và nhận định các địa vật vị trí địch có thể đánh vào đội hình để sẵn sàng chiến đấu giữa lúc các chỉ huy chúng tôi đang hội ý thì bất ngờ hướng bố trí đại đội hai tiếng B40 trực xạ đột ngột vang lên cấp tập, liền theo là tiếng đạn nhọn nổ vang trời. Chúng tôi vội giải tán, vận động về các vị trí của mình. Lúc này tiếng đạn phía chúng tôi phản ứng cũng nổ lên vang dền. Cối 82 mi được lệnh phát hỏa vào vị trí và đã lấy phần tử sẵn. Nơi nhận địch sẽ lợi dụng để triển khai tấn công. Nhưng vừa bắn được một trái thì chúng tôi nghe tiếng hô sung phong vang lên đều khắp. Trong khi quy định của tiểu đoàn chúng tôi Khi nào có lệnh mới được hô xung phong đồng loạt Phát hiện tình hình này liền lệnh dừng bắn cối 82 mi Để xác định lại tình hình Nhưng anh em bộ binh phía trên Thì vẫn nổ súng đánh trả quyết liệt Khiến hướng tấn công bị giảm tốc độ Và vang lên nhiều tiếng la hét Dên dỉ Đại đội 3 nhận lệnh chuẩn bị cơ động Vòng đánh vào bên sườn khu vực nổ súng phía trước Nhưng lúc này Gần như toàn bộ đội hình chúng tôi đã nghe nhiều tiếng Việt Nam nên còn đang phân vân chưa dám triển khai nổ súng. Phía bên trên các anh em đã phát hiện chính xác là quân ta đã đánh trúng quân mình nên có tiếng bắn ám hiệu bắt liên lạc. Phía bên kia liền trả lời đúng ám hiệu. Cả đội hình đột ngột dừng lại, một vài tay súng đứng lên la to phiên hiệu của đơn vị rồi tiến về phía nhau. Lúc này chính xác là tiểu đoàn chúng tôi đã tao ngộ chiến với đội hình trung đoàn Thật ngạc nhiên là tại sao đại đội 21 trinh sát lại có thể cắt lầm vào đội hình chúng tôi giữa ban ngày như vậy Trong khi bên nào cũng có bản đồ giống nhau và cùng thể hiện vị trí đứng chân của từng đơn vị hàng ngày Theo kế hoạch và tiểu đoàn chúng tôi đang ở vị trí chính xác của mình Tiểu đoàn chúng tôi thì qua trận tao ngộ không có thiệt hại gì Riêng bộ phận trung đoàn bị thương vong khá lớn Có lẽ sợ nhất là bộ phận tham mưu trưởng trung đoàn tư trương Trái cối duy nhất chúng tôi bắn ra Chỉ rơi cách chỉ huy Và đám bậu nhậu ẩn nấp Chừng 5 mét Nếu không kịp thời dừng lại Anh em sẽ bắn liên tiếp 4 trái nữa Trong loạt đầu 5 trái Thì không biết hậu quả sẽ ra sao Tiểu đoàn phó quyền tiểu đoàn trưởng Bùi công tạo Vẫn không lên được tiểu đoàn trưởng chính thức Dù đã từ poi pet về nội địa khá lâu Không biết là do trên đánh giá năng lực chỉ huy Hay do một sự đố kỵ gì khác tiểu đoàn trưởng lạng một cán bộ qua trưởng lớp biên phòng được điều về đơn vị chỉ huy thêm đại đội trưởng trinh sát trung đoàn về nắm cán bộ tiểu đoàn phó đơn vị chúng tôi như vậy lúc này gian cán bộ tiểu đoàn tương đối đầy đủ các chức danh với bốn cán bộ trong biên chế tiểu đoàn phó sơn còn gọi là sơn mắt mèo là một cán bộ có năng lực chỉ huy và tác phong khá dũng cảm hòa đồng với lính và trắng trẻo đẹp trai Lần đầu anh chỉ huy một bộ phận tiểu đoàn đi đánh một cứ lõm trong khu vực biển hồ là một đêm trời đầy sao. Lực lượng chúng tôi xuất phát theo lời khai của một tên địch ra hàng. Tầm 5 giờ sáng, cả đơn vị triển khai ba mũi bao vây mà số lính Pol bon Pot bảo vệ khu vực này vẫn ngủ say không ai biết. Sau một phút đồng loạt nổ súng, chúng tôi đã làm chủ khu vực, diệt một số tên, bắt sống một nữ lính Pol bon Pot bị thương vào chân và thu một số lớn vũ khí còn rất mới. Sau trận đánh này, tiểu đoàn Phó Sơn rất có uy tín trong đơn vị. Tiếc rằng chừng hơn 10 ngày sau, tiểu đoàn chúng tôi lại nhận lệnh làm lực lượng chủ yếu kết hợp với lực lượng của trung đoàn hoạt động sâu lên hướng Bắc đơn vị, nơi có một căn cứ tạm dừng của các đoàn tải lính Pol Pot thường xuyên vào tiếp tế vũ trang, thuốc men, tài chính cho bọn hoạt động trong nội địa. Do có một hồ nước rất lớn bao bọc xung quanh là rừng già, khu vực này có lời đồn đoán rằng đã từng là nơi dừng chân của một đoàn tải lên đến 10.000 người, nhưng chúng tôi chỉ xác định chừng vài trăm tên là cao, vì chúng khó có thể tổ chức đảm bảo được hậu cần với một lực lượng người lớn như thế. Chúng tôi bắt đầu thâm nhập vào khu vực này tầm hơn 10 giờ trưa, một cuộc chạm súng nhỏ phía bên trên với vài loạt súng và chừng vài trái B40 địch bắn cầu vòng là không gian yên tĩnh lại. Đội hình tăng tốc lên với mong muốn là sớm vượt qua cái đám dây leo chẳng chịt bám trên các thân cây lớn. Vào càng sâu, chúng tôi phát hiện rất nhiều ngôi nhà nhỏ lợp bằng thứ lá trung quân không bắt lửa. Một kiểu tổ chức như trong chiến khu của Việt Nam thời đánh Mỹ, kiểu bố trí trò học của người thầy, dấu vết cho thấy có lẽ đây là lần đầu tiên chân lính Việt Nam đã tới đây Còn bọn địch cũng rất hạn chế trong việc đi lại Nên bên vòng ngoài có rất ít dấu vết chúng để lại Vừa đi vừa thăm dò cảnh giới Tầm giữa trưa cả đội hình chúng tôi vào đến khu vực hồ nước giữa Lúc này qua quan sát mới thấy Những dấu vết sinh hoạt của địch để lại khá nhiều Những con đường mòn quanh hồ Và các vỏ bao thuốc lá Vỏ lon thịt hộp Bao bì khác vứt xung quanh dày đặc nhưng tuyệt đối không có một tiếng động nào phát ra, có lẽ đang lúc không có đoàn tải nào qua lại. Lính trinh sát tiểu đoàn chúng tôi được lệnh tăng cường lùng sục quanh hồ, còn các lực lượng khác thì bố trí canh gác. Kế thừa kinh nghiệm từ trước, anh em thông mở một con đường đi xuyên qua con đường mòn lớn của địch, chạy sát bờ hồ, rồi từ mép phía trong con đường này, anh em tản rộng ra thành hai cánh, bắt đầu hoạt động bám nắm được chừng 15 phút, tiểu đoàn Phó Sơn trong vai trò chỉ huy chung từ vị trí chỉ huy bắt đầu tiến ra đường mòn. Nhưng thay vì đi theo đường chính sát, anh lại rẽ trái, đi ngay trên đường mòn. Được chừng vài chục bước chân, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, khô khốc kèm theo một đụng khói xám. Tiểu đoàn phó đã đạp ngay một quả mìn 652A lính Pol Pot gài bẫy. Bị sự cố này, cán bộ trung đoàn phụ trách phó bỗng trở nên hốt hoảng vội vã gọi cứu thương lên để giải quyết hậu quả và nhanh chóng phát lệnh rút lui. Mặc dù cả đội hình chưa kịp triển khai lùng sục và chưa chạm thêm một tốp lính bồn pốt nào. Chúng tôi cắt theo hướng trung đoàn để rút ra khỏi trận địa, về đến một cái phum dần có lẽ khá gần đội hình trung đoàn. Chúng tôi được lệnh dừng lại. Hình như trung đoàn có vẻ rất căng thẳng khi mất một cán bộ cứng của mình, cho nên việc tổ chức giải quyết hậu quả và triển khai nhiệm vụ mới kéo dài rất lâu mà chưa thấy có chỉ thị. Đột nhiên tôi nhận lệnh vận động ra ngoài phía đông nam cái phum đang tạm nghỉ. Căn cứ và bản đồ được giao lấy phần tử chỉ huy ba khẩu pháo không giật DKZ-75 đang bố trí không biết từ lúc nào bắn vào khu vực hồ nước mới rút ra hơn 30 quả đạn để trả đũa. Trung đoàn có đại đội 17 DKZ với cán bộ đại đội chỉ huy Ngoài ra còn có một trợ lý pháo binh tên là ẩn. Vậy mà không biết tại sao các cán bộ này không chỉ huy tổ chức bắn, lại giao nhiệm vụ cho một cán bộ hỏa lực dưới tiểu đoàn. Thật tiếc cho anh Sơn, tiểu đoàn phó, về tiểu đoàn chúng tôi chưa được bao lâu thì đã bị loại ra khỏi vòng chiến với một tình huống không thể ngờ. Hết phần 10. Mời quý vị khán thính giả đón nghe tiếp phần 11.